gì đấy chú? Lâu rồi. Cái gì đấy chú? Cây lâu rồi đấy chú. Mai hay gì đấy? Cây này là cây siro. Siro à? À, cái đây là cây seri. Không, siro nó phải siro. Siro. Seri đấy các. Nó sẽ nhìn giá giống nhỉ? Hôm nay không biết này này. Ờ. Người ta chả biết, người ta lại mua. Cháu nghe gọi tên. Vui rồi chú. Chưa biết. Mấy tiền? 2 triệu 1. Lạ quá nhỉ? Này trong miền Nam có quả. Có cái hoa, hoa kia rồi, hoa như mẫu đơn nhỉ? Hoa như hoa mẫu đơn nhưng việc. Đó. Đó. Ôi à. Vừa ấy lên xong. Chưa kịp nhìn thấy. Vừa lên đi đêm qua. Cháu mới là cháu mua đấy, cháu thích những cái là lạ. Mua đi 5 triệu á. Ôi trời. Để đấy anh, để đấy đi. Đấy, vòng ra cái đã thấy giao dịch. Lấy anh này anh xem rồi, mỗi lúc quay ra anh mua vài cây. Đấy, ngắm nha, không được chống lên. Nó giống như họ nhà Kim Quýt nhỉ, cái ngài nhỉ. Cái là cái siro đúng không? Họ nhà Kim Quýt đấy. Xem, xem cái bệ đi nhé. Siro. Đó gọi là seri. Không, ông này không biết chơi, không biết cây này chứ. Cái này là cây gì? Xanh à? Cái gì? Siro. 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 Có hoa, có trái. Cây nó chung là lạ. Lạ là dễ bán lắm. Hả? Cứ tưởng là không có cây lạ. Cứ thế mà nó lướt qua đó. Cháu lạ là không mua. Bây giờ ấy, lạ ra điện cho mày luôn nữa. Được. Nghèo nhưng mà thích đồ lạ. Lạ đây chỉ thích. Ông kia kia thích à? Ông kia một tiếng nữa ông ra. Ra còn cây này đây chỉ luôn trong ấy, bán luôn rồi. Qua ông biết lần trần cây này đấy chứ. Ông này á? Không, kia ông kia ở trên mạng ông mua hai cây ông để trong kia rồi. Ông cây này là ông biết là ông lần trần ra đi bán luôn mà bây giờ ông ra đây. Qua là lên cây này rồi gì? Đêm qua đi. Thế sao đã biết rồi mà lấy? Thì đã mua trên mạng. Hả? À, cây đấy đặc biệt. Cây sầm hương. Sầm hương. Bao tiền? Cây lấy 20 triệu. Sầm hương. Cây đấy cứ quẹt tay vào cái thùng. Để bàn uống nước là mỗi ông người ta cứ thích sờ ông sờ vào cái. Sờ. Ông nào cũng vậy. Cứ sờ vào vâng, anh cứ sờ vào lá là thơm luôn. Nó có quẹt nó có tinh dầu. Lá, có lá. Cứ mạnh tí không sao. Mạnh tí không sao cả. Để gì? Vấn đề mình thích lá ấy, và cái lá đó. Lá vuốt ở gầm lá đấy, cầm vuốt mà đấy cái mùi chưa cả cho nó có thơm không? Mùi là thơm rồi. Mùi hình đẹp nghệ thuật đấy. Đấy bắt đầu thấy thơm ra đến đây đấy, thơm ấy đá trong bàn nước mới không sờ vào tí. Nó gọi là sam hương. Chơi cảnh mà chơi đẹp mà còn thơm. Đẹp thì thơm. Khổ thế. Hàng ấy cất vào đấy. Thằng đấy chơi đấy nhỉ. Những người như thế mình phải giữ khách. Đấy. Bán cho người ta cũng như chúng mày thôi, đi bán cũng được thì thế. Cái này mấy đồng chú nhỉ? Hả? Chính xác đấy á. Dạ. Chắc còn đẹp lắm. Sao ông ý á? Chú đang lên mạng à? Ông ý trong Zalo thấy mua luôn cả hai cây. Đã cất đi rồi. Chứ mà lấy để đây nó cứ lôi vào xong rồi mình lôi ra. Rồi mình cất vào xong lại lôi ra đây. Ừ. Sáng là hai ba lần thì tự bỏ mẹ tận trong. Chắc ngài ơi. Cây hôm nọ ông ấy gửi đây chắc lâu lấy rồi đúng không? Cây gì? Chắc kìa. Không, chưa lấy. Chưa lấy à? Chả biết ông nào. Thế là cháu thích cái cây đấy nhưng mà có cái là người ta muốn mua rồi. Trả tiền rồi, nhưng người ta bốc cây đi nhiều cây quá là người ta quên lại. Nhưng mà mình chẳng biết ông nào. Bây giờ không nhớ đâu. Bây giờ phải đúng về đến đây thì... Đây bây giờ cho anh em ngửi tí. Ngửi tí. Bây giờ cho anh em ngửi tí. Các bác ngửi đi. Cái hay mà, cái mà cái trồng đẹp mà đẹp luôn. Sao hương. Sao hương. Đẹp mà còn thơm.
Đấy, kéo lại dẫm hết vào chết. Để trắng. Dạ. Thứ mày có thích cái cẩm thị không? Cẩm thị á, cẩm thị cháu không. Cẩm thị cháu có rồi. Cây châm thái. Châm thái là cái gì? Là cái gì đấy, là cái lạ đấy còn... Chưa nhìn thấy, chưa biết. Ở nhà đi. Để đâu, để ảnh đây. Châm thái là nghe tên lạ thế. Hay là có thể là tên lạ nhưng biết rồi. Không, không, cây châm thái là duy nhất cái ảnh, nó có hai cây. Mình cái máy mình nhắc dáng nó tối. Đây đâu, đây. Người ta chụp nó kém thôi. À, đây cây cái châm. Quá nhìn. Nhưng mà nó trói nắng. Đây là cây cẩm thị đúng không? Ui, cháu không nhìn thấy. Ở đây là cây châm. Cây nghiêng đấy nhỉ? Cây châm thái. Nhìn như cây châm nhỉ? Cây này cũng không có cây châm thái. Chào cây mà nó luống luống kìa, phải cây găng không ai? Đúng. Hai gốc găng. Có tất cả là chỉ có 5 cây găng cái kiểu như là bị to vậy thì bán 3 cây rồi còn 2 cây, còn cái loại cây kia có mỗi cây. Găng tô hú. Găng tím, tô hú. Cháu này hay đăng lên Facebook đúng không? Vâng, à, đăng lên YouTube ạ. Ra đây quay vui lắm. Vâng. Mày đăng lên đâu? YouTube, cả Facebook biết người ta xem mưa mầm rồi. Thế mà mùa cây vẫn đắt, vẫn bị đắt, khổ. Không được yêu ai gì. Ông này thấy viên nào mà ông quay? Là thích của lạ, đẹp lạ, thơm lạ, thơm nữa thì tốt. Thì ai chả thích? Không có những người đi qua lướt qua không nhìn thấy cây nó bình thường không thích, nhưng mình thấy như biết, hiểu được mình biết nguồn gốc của nó, nguồn gốc thích ngay. Thay bao giờ nó biết 100% luôn, nó biết cái đấy luôn, nó biết luôn là cái gì luôn. Siro, nó bảo luôn không phải cái seri. Cây này quả đẹp lắm đúng không? Quả đẹp lắm. Quả đẹp lắm. Quả đẹp. Ăn được à? Ngọt à? À. Thôi, nó có hồi bà già hết đát đây. Thì à, lại quay phim tí ạ. Rồi à. Ui, dù này ghê quá nhỉ. 2, 4, 6. Dù. Linh xa mini. Đẹp á.
chợ cũng đẹp. Này, để bàn uống nước ngon đấy. Tám sáu. Nào anh? À anh à, vừa mới ra. Cái nào anh? Đấy, con này hay phết. Để bàn sạch sẽ. Cái sao bao nhiêu đấy hả? Cái triệu rưỡi. Đẹp lắm. Châu đẹp rồi đấy. Kén còn tuyệt vời. Sạch sẽ đấy.